chưa? Trái rồi bà nội nha, để dầu vô. Để dầu vô. Để đây chút nữa. Rồi bây giờ bà nội trắng rồi nha, nay chuẩn bị nha. Rồi giỏi quá, này bột tốt quá. Rồi tới để gì vô nữa? Để nhân vô. Rồi, bánh chín chưa? Ừ, nóng nóng bánh chín chưa? Con nói ra để mà nóng đó. Bánh chín chưa? Hả con? Nè, bánh xèo chín chưa? Chín chưa bà nội lấy ra nè. Chín rồi bà nội lấy ra nha. Nóng hả? Bà nội để này vô phải không? Ủa, quên. Lấy bánh xèo ra. Rồi lửa tắt rồi, lửa tắt rồi. Ơ nóng 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 nóng, để xuống nóng thì nhanh ra mở lửa đi, nên mở lửa cho bà nội. Rồi mở lửa, lửa cháy chưa? Cháy rồi bà nội trắng nha. Cháu xèo. Bà nội xèo giờ hôm nay không xèo. Bà nội xèo không, bây giờ nay xèo cá nữa đi. Rồi bà nội con trắng, bà nội xèo phải không? Rồi rồi con trắng đi. Chèo. Rồi.